tiếp tục quay máy mới nha anh em. Tại thời gian dài mình lo bán máy bãi với cần câu bãi đấy, cho nên là bỏ quên luôn máy mới. À, cái này là một dòng gọi là theo mình đánh giá là nó tổng hòa về cái giá cả, ngoại hình đẹp, độ bền với độ trâu bò thì thôi khỏi bàn luôn, hàng của Ben mà. Cái này là Ben Battle 3 đấy. Ngay trên hộp máy thôi là anh em thấy là cái dòng Ben Battle 3 này thật sự nó là một cái dòng gọi là cải tiến khá nhiều của Ben mọi người ha. Ứng dụng CNC gear mượt hơn, rồi mạnh mẽ hơn đấy, rồi nó cũng có phần nhẹ hơn một xíu. Máy trang bị full metal body, full kim loại luôn mọi người. Hệ thống ráp HT100 nổi tiếng của Ben đấy, chém gió vậy thôi. Chứ thật sự thì dòng máy Ben Battle 3 này nó cải tiến nhiều về ngoại hình cho nên là rất đẹp mọi người ha. Trong hộp máy thì đi kèm thì chúng ta có catalog của Ben, sách hướng dẫn sử dụng. À, riêng cái sách hướng dẫn sử dụng này thì thằng Ben nó in rất là kỹ nha mọi người, nó không phải là in chơi chơi một cái hình nhỏ nhỏ rồi này nọ đâu, mà nó mình nghĩ là cái này là dùng để tháo lắp được á. Đấy, với đầy đủ nè, ngay cả trên nắp ráp nó có những cái tấm ráp ở vị trí nào, vị trí nào, vị trí nào. Đấy, nó đều in rất là kỹ luôn. Đây, tới trên cốt này nọ, cái này thì có gì anh em nghiên cứu nha. Nhưng mà nói chung là đối với máy Ben thì mình nghĩ anh em xài bèo gì á nó cũng phải 7-8 năm chúng ta mới nên rã máy mọi người ha. Còn đây là cái dòng sơ cua, dòng điện cao su, để anh em có thể xử lý việc vô dây con trên hoặc là con dưới. Này, nó ghi rất là rõ ha, rất là dễ sử dụng luôn. Ben làm rất ok về những cái này. Hộp máy cũng thiết kế chắc chắn và đẹp. Đây. Máy Ben là một trong những dòng máy mà theo mình đánh giá là ở mức gọi là bình dân. Dùng từ sinh viên vào đây thì nó sẽ hơi kỳ, tại vì máy Ben thì thật sự thì cái máy rẻ nhất của Ben nó cũng khá là mắc mọi người ha. Mình sẽ xài từ bình dân đi. Thì đây là một dòng máy mà nó rất bền. Anh em có thể là đi câu cá chả bò, câu biển rồi này là ok hết luôn. Đấy. Máy thiết kế dạng tay quay cốt rời nha anh em. Đó. Ồ, cái này là do nó khoét mô bin hơi nhiều quá anh em, cho nên là cái tiếng của Ben Battle 3 này nó to hơn những cái đời trước. Bản Ben Battle 3 này là gọi là Ben Battle vàng mọi người ha, nó vàng chóe. Size này là size 6000. Về size á thì riêng dòng máy Ben này nè, mình nói thật với anh em luôn là mình xưa nay mình chỉ bán được cái đúng cái size 6000 thôi, size nhỏ hơn. Nếu mà nhỏ xíu á, tầm cỡ 2000-3000 thì là phù hợp anh em đi lua thì mình không có tính nha. Còn tại vì là mình chủ yếu là mình bán đồ câu chim cha và câu biển, thì riêng cái size 6000 là cái size nó trung tính đó mọi người. Size 5000 thì nó lại quá nhỏ để anh em có thể là đánh cá cha lớn, đánh cá cha bình thường, nó vô dây cũng ít nữa. Còn size mà gọi là 6500 rồi 7500 á của Ben thì nó lại quá to luôn, to lắm. Nó nôm na là nhập về là không bán được luôn. Chỉ riêng cái size 6000 thì mình đánh giá là nó rất phù hợp để anh em đánh rồi là vô dây lớn, đánh những cái hồ như Hải Long Dương này nọ, Hoàng Hải này nọ để bắt cha bò. Còn nếu mà chúng ta vô dây nhỏ để chúng ta đánh cá mè, cá cha tầm siêu xa ở những cái hồ như là hồ Kỳ Đà này nọ đó thì là cũng hợp lý luôn. 13 mẫu này nọ cũng hợp lý luôn. Ở cái này thì là chắc chắn là những anh em cần thủ chuyên nghiệp mà câu lâu năm là sẽ đồng ý với mình về cái vấn đề này. Đó, size 6000 của Ben là theo mình đánh giá nó là một cái size rất hợp lý để anh em có thể là đánh được ở tầm trung bình, tới xa, tới gần đều ok. Còn size 5000 của Ben thì là nó hơi lỡ cỡ. Đấy, còn size 6500-7500 thì nó bự quá. Đấy. Đấy, khá đẹp mọi người ha. Đó. Về độ bền thì mình không quảng cáo nhiều về Ben đâu, tại vì là Ben nó bền lắm. Ben nó có một đặc tính là nhông cốt này nó lớn, cho nên khi mà anh em mới quay á, cầm cái máy zin này quay nè, cảm giác nó đề ba nó sẽ hơi ì, hơi ì. Xài cái từ đúng là nó hơi ì. Nhưng mà khi quay mà gọi là một lát sau mở bò ở trong mọi người, nó tan ra đó, thì nó sẽ trở nên nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà cái cảm giác quay của Ben lúc nào nó cũng sẽ hơi ì hơn so với bình thường. Đấy, nó như xe tăng rồi mọi người. Bù lại thì nó lại rất là trâu, vì nhông cốt nó rất là lớn. Đấy. Rồi ok nha mọi người. Một thời gian dài mình gọi là lo bán đồ bãi không à, cho nên là cũng bỏ quên đồ mới luôn, không có quay giới thiệu đồ mới này nọ cho anh em.
Đấy, nhiều khi là anh em, có khi là anh em quên mất là mình vẫn có đồ mới. Giờ bán ế lâu ra quay tiếp chứ sao giờ. Đó, cảm ơn anh em luôn ủng hộ mình nha. Về giá thành thì mình sẽ để ngay trên tiêu đề để cho anh em dễ xem ha. Anh em vừa xem là thấy luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha.